Hôm nay thì Phan Anh sẽ chia sẻ với các bạn một cái vlog về một cái chủ đề, đấy là bạn nên làm thuê hay làm chủ, làm chủ hay làm thuê, đúng không ạ? Thế thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi là mình có nên làm chủ không, bởi vì cái ước mơ làm chủ startup một cái công ty, một cái doanh nghiệp hoặc là một cái công việc làm ăn nào đó, kinh doanh nào đó, đấy là một cái ước mơ hoàn toàn chính đáng và nên làm. Thậm chí chính phủ Việt Nam cũng rất là khuyến khích chúng ta khởi nghiệp kinh doanh, làm ăn buôn bán và kiếm được tiền cho bản thân, nuôi sống gia đình cũng như là tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho những người khác. Ở Việt Nam là một cái quốc gia mà có quy mô của nền kinh tế còn hạn chế, cho nên là chính phủ rất là khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển. Và thực tế thì chúng ta đã bỏ rất là nhiều tiền ra đi học, rồi tham gia các chương trình startup, rồi thì chương trình khởi nghiệp tinh gọn, khởi nghiệp quốc gia, vân vân. Thế thì ở đây hôm nay video này thì thầy Phan Anh sẽ phân tích cho các anh chị các bạn về những cái sự so sánh giữa việc làm thuê và việc làm chủ, và sau đó thì sẽ trả lời cho câu hỏi là có nên làm chủ không hay là đi làm thuê, và khi nào thì nên làm chủ, và làm chủ trong những cái điều kiện như thế nào thì chúng ta sẽ thành công hơn. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, một chuyên gia về kinh doanh online từ năm 2008 đến bây giờ. Và các bạn có thể search trên Google hoặc là search trên YouTube thông tin về tôi là Nguyễn Phan Anh hoặc là PA Marketing thì các bạn sẽ thấy có thông tin đầy đủ thôi. Địa chỉ liên hệ là website pamarketing.vn, số điện thoại là 0989 62388, các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là gửi tin nhắn, email là phananhonline@gmail.com, là Facebook ở địa chỉ là facebook.com/phananhonline. Ok, thế thì trả lời cho câu hỏi là làm chủ hay làm thuê thì ta sẽ có những cái tiêu chí để so sánh. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta thấy đó là trình độ của người thực hiện. Nếu mà chúng ta đi làm thuê thì chúng ta sẽ có xu hướng chuyên sâu về các cái vấn đề, các cái kỹ năng giải quyết những cái công việc cụ thể nào đó mà chúng ta được thuê, thí dụ như là kế toán, thí dụ như là marketing, thí dụ như là đồ họa, thí dụ như là kỹ sư xây dựng, thí dụ như là phòng nhân sự, rồi thì phòng truyền thông, vân vân, đúng không? Chúng ta sẽ thiên về giải quyết một cái công việc, một cái nhóm công việc cụ thể nào đó và đòi hỏi các cái kỹ năng mềm. Và quan điểm ở đây là làm thuê không phải là kém hay là không giỏi, mà làm chủ mới là làm giỏi, không phải như vậy. Mà ở đây thì chúng ta làm thuê thì chúng ta tập trung vào một cái công việc cụ thể, còn làm chủ thì phải lo nhiều việc hơn, đúng không ạ? Vâng. Thế còn khi mà chúng ta làm chủ thì chúng ta phải am hiểu rộng nhiều lĩnh vực, quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, quảng cáo, bán hàng, quan hệ khách hàng, quan hệ đối tác, thu chi, quản lý hàng tồn kho, rồi thì dòng tiền, vân vân, quản lý sản xuất, rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp khác mà chúng ta phải xử lý tùy thuộc vào quy mô của chúng ta. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cứ người làm chủ là người ta sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Vì vậy nếu như bạn chưa có đủ nhiều kỹ năng thì bạn hãy thận trọng khi quyết định là mình có nên làm chủ hay không. Thứ hai là về trách nhiệm công việc, thì chúng ta thấy rằng là người làm thuê thì chỉ cần đảm bảo và đảm bảo một cái công việc cụ thể và đảm nhiệm một cái vị trí cụ thể và chịu áp lực từ cấp trên của mình theo mô hình ví dụ trưởng phòng đến phó phòng đến chuyên viên, hoặc là từ sếp cho đến nhân viên, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta phải có tư duy tiến thủ, làm lương 5 triệu nhưng mà chúng ta phải thực hiện cái kết quả đạt được 10 triệu, 20 triệu thì chúng ta mới có khả năng thăng tiến công việc trong tương lai, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta làm rất là tốt thì chúng ta sẽ được tăng lương, được tăng thưởng, vân vân. Thế còn chúng ta làm không tốt thì chúng ta sẽ bị chê trách, bị khiển trách hoặc thậm chí là bị sa thải. Còn trong một số những cái trường hợp mà làm ở những cái đơn vị nhà nước thì cái việc sa thải đấy nó khó hơn, thì nhưng mà chúng ta cũng không tăng lương được, đúng không? Chúng ta ổn định nhận một cái mức lương ổn định nhưng mà ở cái mức độ thấp và kiểm soát. Thế còn làm chủ thì chúng ta thấy rằng là chúng ta làm nhiều bộ phận, biết bao quát mọi thứ, chịu áp lực và đôi khi chịu sự cô đơn, đúng không? Cho toàn bộ những cái doanh nghiệp của chúng ta, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Và chúng ta phải giỏi về bán hàng, giỏi về marketing, digital marketing. Nếu mà hàng không đi, doanh số không có thì chúng ta sẽ bị móm, bị cạn dòng tiền.
thậm chí dẫn đến tình trạng vỡ nợ, phá sản không đơn giản một chút nào, đúng không? Và trách nhiệm của chúng ta sẽ lớn hơn, nó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm dành cho một người chủ nữa, mà nó là trách nhiệm dành cho cả một cái tập thể, bao nhiêu con người, tùy vào cái quy mô của chúng ta. Ok, rồi tiếp theo là vấn đề về dòng tiền. Thế thì đi làm thuê thì dòng tiền thì chúng ta nhận lương thôi, chúng ta biết rằng là tháng này lương ta 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, thí dụ như vậy, hoặc là thưởng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là dòng tiền của chúng ta không đều, không lưu thông, và chúng ta chỉ nhận được từng đó thôi. Tuy nhiên thì ưu điểm là chúng ta cũng ít bị áp lực về dòng tiền, đúng không ạ? Chúng ta không sợ là phải đến kỳ trả lương, rồi thì phải trả tiền cho nhà cung cấp, rồi thì thuế người ta réo vân vân. Đấy, chúng ta hưởng lương hàng tháng, chúng ta nhàn cái đầu, khá là nhàn cái đầu. Rồi, thế còn đối với người làm chủ thì người ta phải dòng tiền phải luân chuyển, lưu chuyển liên tục. Đấy, có áp lực lớn về dòng tiền, ví dụ như lương thưởng, chi phí, lời lỗ, đúng không? Nhập hàng vân vân. Rồi họ cũng có thể không có lương, không có thưởng, giống như là đi làm thuê thì có lương có thưởng. Và nếu như bị thất bại, thua lỗ thì chúng ta sẽ thấy là cũng rất là khó khăn, khuynh gia bại sản, bán nhà bán cửa. Đấy, nhưng mà nếu thành công thì chúng ta giàu có hơn những người khác, bởi vì phi thương bất phú mà. Đấy, và chúng ta sẽ có thu nhập rất là tốt, một năm chúng ta có thể đổi một chiếc xe đẹp, đổi một căn nhà đẹp. Đấy, và chúng ta có thể đi những chuyến du lịch sang chảnh, ăn những món ăn cao cấp, mặc những cái đồ hàng hiệu. Đấy, chúng ta có một cái cuộc sống cao hơn, chất lượng hơn và đáng mơ ước hơn. Đó, thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là rất là quan trọng và các bạn cần phải lưu ý về điều đó. Đấy là cái phần thưởng mà chúng ta đạt được khi mà chúng ta tham gia vào cái hoạt động kinh doanh với tư cách là chúng ta làm chủ. Đó. Về thời gian làm việc, cái mục thứ tư thì chúng ta thấy rằng là đi làm thuê thì chúng ta làm việc 8 tiếng hoặc 10 tiếng một ngày, hoặc là chúng ta có thể bị dí deadline thì làm nhiều hơn. Thì chúng ta phải cày doanh số, chỉ số, đặt KPI, có hạn chót về các cái thời gian, hạn mức công việc, vân vân. Thế còn làm chủ thì chúng ta không có thời gian cố định, có thể được chơi nhưng mà cũng có thể phải làm việc suốt đêm, thâu đêm suốt sáng, phải suy nghĩ, phải đi tiếp khách, phải nghĩ xem là dòng tiền lấy ở đâu, vân vân. Và đôi khi vào những cái dịp startup quan trọng, dầu sôi lửa bỏng thì chúng ta cũng không có thời gian cho cá nhân cũng như là cho gia đình, vân vân. Nên là nếu mà các anh chị là vợ hoặc là chồng, người yêu, bạn trai hoặc bạn gái của những người đang làm startup thì chúng ta cũng phải hiểu điều đó. Và chúng ta là những người thực làm startup kinh doanh thì chúng ta cũng phải biết chủ động cân bằng. Ok, đến mục số 5, đấy là chúng ta nói về sự cam kết, đúng không? Thế thì ví dụ như là chúng ta đi làm thuê thì có thể chúng ta nghỉ ở công ty này, chúng ta nhảy sang công ty khác. Chỗ nào lương cao hơn thì chúng ta làm, chỗ nào lợi ích tốt hơn, văn hóa doanh nghiệp tốt hơn thì chúng ta đổi, được lương thưởng, rồi thì được đối xử, được lắng nghe, được tôn trọng, vân vân. Có quyền so sánh và lựa chọn giữa các công ty với nhau. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta đã làm chủ rồi thì không muốn làm thì chúng ta vẫn phải làm, bởi vì chúng ta đã gánh một khoản nợ rồi. Đấy, rồi thì chúng ta, tiền của chúng ta của đâu con sót mà, đúng không? Sự cam kết của người làm chủ làm cùng là cao nhất. Đấy, và cái sự cam kết này thì nó mới dẫn đến sự thành công. Đấy, những người nào mà cam kết cao, tập trung cho công việc và chủ động cho công việc thì họ sẽ thành công kể cả làm thuê hay làm chủ. Đấy, nếu như mà họ thành công thì họ sẽ đạt được những cái điều họ kỳ vọng, và họ thất bại thì họ sẽ phải trả giá. Cái mục số 6 đấy là về rủi ro về thu nhập, đúng không? Thế thì làm thuê thì rủi ro thấp và thu nhập ổn định, nghèo ở mức bền vững. Thế còn làm kinh doanh, tự làm start và điều hành doanh nghiệp thì rủi ro rất cao, áp lực rất lớn, nhưng mà thu nhập bất ổn. Bất ổn là một cái mức rất là cao, tháng này có thể kiếm được cả tiền tỷ nhưng tháng sau lại lỗ cả trăm triệu, đúng không? Nhưng mà nó rất là xứng đáng, nó rất là quan trọng, là rất là xứng đáng nếu như mà chúng ta thành công. Và quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để nó thành công. Nếu còn thất bại thì không nói được điều gì rồi. Tính cách, đúng không ạ? Thì cái người làm thuê thì nên phù hợp với những cái tính cách mà
an phận hài lòng, không chịu được áp lực lớn, rồi thì thích nhẹ nhàng đơn giản, có nhiều thời gian cho gia đình con cái, rồi thì không phải bon chen vân vân. Thì những người nào mà có cái xu hướng như thế thì có thể lựa chọn việc làm thuê để phù hợp với mình hơn. Thế còn những người mà muốn làm chủ thì họ thường là có khát vọng lớn, họ có tham vọng, họ sẵn sàng dấn thân, chịu mạo hiểm, và họ chịu được những cái áp lực mà người khác không chịu được, và đôi khi đó là sự cô đơn, đúng không ạ? Tính cách của họ thì cũng có phần quyết đoán và chịu trách nhiệm về những cái hoạt động mà mình phải ra quyết định. Thế tuy nhiên thì cũng có rất nhiều người là startup 10 năm, 15 năm nhưng vẫn không thành công, vẫn cứ lẹt phẹt, nhưng mà họ cũng không muốn đi làm thuê, họ vẫn muốn làm chủ, đấy là một dạng làm thuê cho chính mình. Thì những người như vậy thì cũng không được coi là thành công lắm trong kinh doanh đâu, chẳng qua là có được công ăn việc làm và có thu nhập thôi. Mục số 8 đấy là về mô hình. Thì chúng ta có thể chọn những công ty có lương thưởng, văn hóa doanh nghiệp, đãi ngộ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển, ổn định và làm việc lâu dài. Tuy nhiên thì trong bối cảnh 4.0 thì tất cả những cái sự ổn định đấy cũng đều mang tính chất là tạm thời thôi, bởi vì một doanh nghiệp nó cũng có thể bị sụp đổ và lúc đó thì chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Cho nên là dù làm thuê nhưng mà chúng ta vẫn phải học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng liên tục để chúng ta có thể là có chỗ đứng tốt trong cái môi trường mà chúng ta đang làm. Thế còn về làm chủ thì sao, đúng không ạ? Làm chủ thì chúng ta phải lựa chọn sản phẩm dịch vụ có tiềm năng, đúng không ạ? Có dung lượng thị trường, có chất lượng, có khả năng tái mua, có biên độ lợi nhuận tốt, rồi thì có hợp pháp, rồi kinh doanh là phải tuân thủ đạo đức và pháp luật, vân vân. Kết hợp với các yếu tố về bán hàng, về marketing, về truyền thông, về nhân sự, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là sử dụng các cái công cụ digital marketing mà thầy Phan Anh vẫn đào tạo, tư vấn và triển khai để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh nhất có thể và hiệu quả. Về cái tiêu chí về chuyển đổi, đúng không ạ? Thế thì người làm thuê thì có nhiều kinh nghiệm, có thể làm thuê để chuyển đổi thành người làm chủ và làm thuê cho chính mình, mở công ty riêng. Có nghĩa là khi mà chúng ta cảm thấy đủ tích lũy, đủ năng lượng, đủ ngân lượng, đủ kinh nghiệm, đủ mối quan hệ thì chúng ta có thể tách ra làm thêm. Đấy, và chúng ta sẽ bắt đầu startup, như thế thì cái mức độ an toàn nó sẽ cao hơn. Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khách hàng sẽ đón nhận, và dòng tiền của chúng ta cũng không kiểu giật gấu vá vai. Thì chúng ta startup trong cái quy mô, khả năng tài chính, hiểu biết về ngành nghề. Thực ra thì bán cái gì cũng được, miễn là có khách hàng, miễn là hợp pháp. Đấy, các bạn phải nhớ là như vậy, đúng không ạ? Có những thứ chúng ta nghĩ rất là hay nhưng mà kinh doanh nó vẫn không thành công. Nhưng có những thứ nó rất là bình thường thế nhưng mà nó lại bán rất là hiệu quả và chúng ta lại có tiền. Thế còn đối với người làm chủ thì khi mà làm tốt thì chúng ta mở rộng được công ty, tạo thêm được nhiều công ăn việc làm hơn nữa cho nhân viên và thỏa chí vẫy vùng, đúng không? Trở thành những chủ tịch của những tập đoàn lớn. Đấy, doanh thu hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ mỗi một năm, đóng thuế để tạo công ăn việc làm cho người lao động, vân vân. Đấy, tạo phước đức cho gia đình và dòng họ, vân vân. Đấy, đúng không? Rồi, nhưng mà nếu làm không tốt thì đấy, thì chúng ta cũng phải gánh hậu quả thôi. Tính thời điểm thì người làm thuê thì có thể là bắt đầu làm thuê từ lúc mà mình làm 18 tuổi, lúc mình còn đang sinh viên hoặc mới ra trường, mình có thể đi làm thuê để lấy kinh nghiệm và học hỏi, đặt ra các mục tiêu rất là rõ ràng. Năm thứ nhất học những cái gì, năm thứ hai học những cái gì, năm thứ ba học những cái gì, tích lũy tài sản như thế nào, tích lũy lượng khách hàng ra làm sao, tích lũy sẵn hết vào đấy thì đến khi mình bùng nổ, mình bung ra thì nó sẽ thành công. Đấy, còn thực ra thì tỷ lệ khởi nghiệp thành công nó chỉ có 10% thôi, 90% là thất bại. Thì vì sao là thất bại? Là vì chúng ta nôn nóng, vì chúng ta không có khách hàng, vì chúng ta không hiểu về sản phẩm, không hiểu về thị trường, chúng ta không có sự tích lũy, chúng ta không có kiến thức và không có kỹ năng bán hàng. Ngại bán hàng, ngại giao tiếp thì rất là khó, đúng không? Vâng. Hoặc là chúng ta chọn những cái sản phẩm nó ở cuối chu kỳ rồi, downtrend rồi, sản phẩm rất là kém, thì chúng ta phải thay đổi sản phẩm, renew, all new sản phẩm lên. Chúng ta phải thay đổi chiến lược, đúng không ạ? Thậm chí làm lại. Bán truyền thống không được thì bán online. Ok. Thế thì khởi nghiệp khi mà làm chủ thì
có đủ điều kiện về tài chính, kinh nghiệm, các kỹ năng như tôi nói, và đôi khi cũng phải chấp nhận sự mạo hiểm dù chúng ta tính toán rất là kỹ. Và chúng ta nên có người coaching, tức là người mà huấn luyện viên tư vấn chiến lược cho các bạn và đi song hành cùng các bạn. Giống như các bạn đang đi trên một con đường ấy, cái người mà coaching, người huấn luyện, người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ nhìn thấy chỗ này có ổ gà này, chỗ này có biển báo tai nạn này, chỗ này có biển hạn chế tốc độ này, thì người ta sẽ chỉ cho mình, thì mình sẽ đạp phanh đánh lái rất là phù hợp và mình vẫn đi đến đích tốt. Đấy. Còn nếu mà chúng ta tự làm thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền, mất nhiều công sức, mất nhiều thời gian và thất bại, mà đáng lẽ là chúng ta có thể rút được kinh nghiệm, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được tiền bạc. Đấy. Thì các bạn hãy nhớ đấy, là nếu mà khi các bạn cần về business và marketing, sale, bán hàng, các bạn có thể liên hệ với thầy Phan Anh để được tư vấn và trợ giúp đào tạo, huấn luyện cho các bạn bán hàng, và thậm chí bạn sắp sửa kinh doanh cái gì đó bạn cũng có thể nhá. Rồi, yếu tố thứ 11 là về cơ hội. Đi làm thuê thì không cần phải có nhiều cơ hội, đúng không ạ? Cứ bằng cấp, có sức khỏe là xin vào làm thôi. Làm một cái hồ sơ xin việc, viết vào đấy kỹ lưỡng, và sau đó là gửi trên các trang tuyển dụng, rồi vào các hội nhóm chúng ta đăng tuyển, và chúng ta thể hiện là chúng ta là người có năng lực, có nhiệt huyết và có kết quả. Người ta không nói về quá trình mà người ta chỉ nói về kết quả. Đấy. Rồi. Thế còn đối với người làm chủ thì nếu mà gia đình bạn đã có cơ hội là có doanh nghiệp sẵn rồi, con của chủ tịch này, chủ tịch kia, thì nó đơn giản, đúng không? Lại du học ở Anh, ở Mỹ, ở Âu về. Đấy. Bố bạn là bầu A, bầu B gì đấy. Thì nó rất là tuyệt vời. Và bạn có cái máu đam mê kinh doanh có sẵn rồi, bạn cũng đã bươn trải thương trường rồi, thì bạn về bạn làm. Bạn có thể làm thuê cho một số các doanh nghiệp và một số tập đoàn lớn để chúng ta lấy kinh nghiệm một chút, giao lưu bạn bè, giao lưu thầy cô, giao lưu doanh nghiệp, và sau đó là chúng ta sẽ học các kỹ năng của CEO, CMO, CFO, rồi lập kế hoạch kinh doanh, kiểm soát nhân sự, thấu hiểu về các cái vấn đề về pháp lý, hợp đồng, vân vân. Thế là chúng ta tự tin tham gia vào hoạt động điều hành. Và khi điều hành thì chúng ta vừa học vừa làm, đi học thêm nếu mà chúng ta cần. Ok. Và tiêu chí cuối cùng tôi đưa ra tiêu chí đấy là tự quyết định. Khi bạn làm thuê thì bạn có quyền tự quyết định và đảm bảo chất lượng công việc trong phạm vi của bạn mà thôi. Đấy, còn những thứ khác thì phải theo cái yêu cầu của công ty. Đấy, bạn cũng có tự quyết định với việc là bạn có nên gắn bó tiếp với công ty hay không, nghỉ việc hay là khởi nghiệp. Rồi thì tự quyết định về chất lượng, về cuộc sống của mình. Đấy. Nói chung là làm thuê thì bao giờ nó cũng nhẹ nhàng hơn làm chủ. Đấy. Họ nhàn đầu hơn. Đấy. Thế nhưng mà họ có thể bị chủ la mắng, họ bị chủ chê trách, khiển trách, rồi bị sa thải, rồi bị các cái vấn đề về áp lực công sở khác. Thế còn người làm chủ thì họ, người ta sẽ quyết định mọi thứ, đúng không ạ? Và rất nhiều lần bạn có thể quyết định sai lần, hoặc là quyết định đúng đắn. Quyết định đúng đắn thì giúp doanh nghiệp của bạn tốt, còn quyết định sai lầm thì giúp các bạn phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc. Thí dụ như là bạn xây dựng một cái chính sách bán hàng không phù hợp, cái khách hàng quay lưng với bạn. Bạn xây dựng một chính sách không phù hợp với nhân sự, nhân sự sẽ quay lưng với bạn. Bạn đối xử với nhân sự không tốt thì nhân sự sẽ nói xấu bạn. Bạn không có văn hóa doanh nghiệp thì nhân sự sẽ không có văn hóa. Đấy. Rồi bạn không biết cách giao việc thì nhân sự không biết phải làm gì, vân vân. Và nếu như mà bạn lựa chọn chiến lược, sản phẩm, một cách thức kinh doanh bất hợp pháp thì bạn sẽ phải trả giá về tiền bạc, về danh tiếng và về pháp lý nữa, đúng không ạ? Hiện nay chúng ta thấy rất nhiều chủ tịch đang bị bướng vào vòng lao lý do là kinh doanh theo kiểu là gian lận, dối trá, mặc dù là cũng là doanh nghiệp rất là lớn, đúng không? Thì chúng ta đã đọc ở trên báo chí thì chúng ta cũng biết. Thế thì ở đây thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị và các bạn một vài cái tiêu chí, một vài cái thông tin mà tôi viết ra. Các bạn biết rằng là tất cả những kiến thức mà tôi chia sẻ đều là kiến thức mà tôi nghiên cứu và viết ra. Và dù làm thuê hay làm chủ thì các bạn cần nhớ rằng nếu các bạn làm thuê thì hãy trở thành người làm thuê chuyên nghiệp và nhận một cái mức lương cao, thăng tiến trong công việc và được sếp giống như là đồng nghiệp yêu quý, đánh giá cao, ví dụ như vậy. Còn khi bạn làm chủ thì tôi mong muốn là bạn thành công, bạn kiếm được nhiều tiền để nuôi sống bản thân mình, gia đình mình, bao gồm là bố mẹ đôi bên, vợ chồng con cái, rồi thì hàng xóm, rồi họ hàng vân vân. Xa hơn nữa đấy là bạn giúp được cho một vài người, một vài chục người
thậm chí một vài trăm người có được những công ăn việc làm tốt, có được cái môi trường làm việc tốt, chăm lo đời sống cho người lao động, đúng không ạ? Và cùng nhau xây dựng một cái xã hội văn minh, phát triển và đóng góp vào cái nền kinh tế của chúng ta, thì chúng ta phải lưu ý là như vậy. Trước hết là chúng ta phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh. Và muốn khởi nghiệp thành công thì phải am hiểu về thị trường, về sản phẩm, về bán hàng, về marketing, về tài chính. Như thế thì chúng ta khởi nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Vâng. Và nếu mà các anh chị và các bạn cần bất cứ thông tin nào thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, ở địa chỉ là Facebook là phananhonline.com, xin lỗi, facebook.com/phananhonline, vâng, hoặc là website pastore.vn. Tôi cũng có một cái trang nữa là pamarketing.vn, và đây là trang nói về đào tạo và tư vấn và các kiến thức, đúng không ạ, các kiến thức về đào tạo và tư vấn. Còn trang này là trang thương mại điện tử bán hàng. Địa chỉ email là gmail@gmail Phan Anh Online. Ok, tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Số điện thoại là 0989 623888.